Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình làm một cái video về sơn Iruka công nghệ Nhật cho cuộc sống xanh. Đây là mình xin giới thiệu cái công trình của nhà anh Trần Hữu Chiến, xã ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đấy, mình xin quay toàn cảnh để các bạn cùng xem. Trước hết là mình đang giới thiệu về cái sản phẩm ở ngoài trời. Đây là sản phẩm sơn IK16, sơn men sứ, đặc biệt là công nghệ mới, tính năng mới. Đây, hôm nay là các bác thợ đang thi công ở phần ngoại thất. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cả cái bên vẽ giả đá. Bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn là các sản phẩm về nội thất cũng như là cái không gian là bên trong nhà. Các bạn theo chân mình đi vào vực bên trong nhé. Đây, công trình nhà đã được sử dụng 100% sản phẩm sơn Iruka của công ty cổ phần hãng sơn Việt Nhật. Đây, trên bao bì thì toàn bộ là sản phẩm của Iruka hết. Đây, mình sẽ giới thiệu về cái không gian ở trong nhà để kết hợp các cái màu màu phào chỉ. Đây là cái phòng ở trên khu vực tầng 2, kết hợp rất là hài hòa của bên phối màu. Hôm nay có xong được không em? Chắc là phải buổi sáng mai nữa nhỉ? Cho ngày mai là tổng kết nữa là hết buổi. Kinh nhỉ? Là thế, thế này hôm nay phải bảo tôi tổng kết trước đi. Kiểu gì hôm nay có cái bộ phận của bên giám sát kỹ thuật để đến thì tôi tổng kết trước đi. Xong mai em nghỉ luôn. Bây giờ các bạn theo chân mình đi ra khu vực nghệ sĩ vẽ giả đá ở khu vực bên ngoài. Đúng rồi. Để giới thiệu với các bạn, đây là nghệ sĩ họa sĩ Thanh Thanh Hiền đang làm cái tác phẩm đá. Đây gọi là đá gì em? Cẩm thạch à? Em cứ gọi là vẽ đá, không biết là đá gì.
Cái đá như là nó đá cẩm thạch hay là đá gì hay là anh chủ nhà mà vẽ giả đá Thanh Hóa. Vẽ giả đá Thanh Hóa. Em bảo là em vẽ đây em chẳng biết đá Thanh Hóa như nào. À thế bảo anh là bây giờ anh cho em xin cái bản mẫu như thế nào thì em vẽ đúng như thế. Bởi vì em đã là họa sĩ rồi thì chả có cái tác phẩm nào mà em không vẽ được. Một thành phố còn vẽ được nữa là cái cục. Đấy. Cả một thành phố em còn làm được. Hôm qua em còn đưa nước ý về cho gia đình nhà họ cơ. Ừ. Mình phải quay em. Không, anh có quay em đâu. Đây là anh quay cái tác phẩm của em chứ anh có quay em đâu. Em anh muốn giới thiệu em lên cả trên YouTube để sau này người ta còn liên hệ với em nữa, để còn người nhân rộng cái mô hình của em ra thì em còn phát triển cái thị trường của em lên nữa chứ. Đây, giới thiệu các bạn, đây là em Thanh Thanh Hiền. Em quay cái mặt đây xem nào. Đây là khu vực ngoài trời. Đấy, các bác thợ đang thi công cái phần ngoài trời đây. Cho anh Hoàng quét một đấy nữa là xong là em cày ở dưới chân được rồi gì? Hả? Không ngủ dưới nữa. Thế hôm qua thấy chú Hiệp bảo hôm nay là tổng kết là xong. Thế anh bảo là ui thế thì hôm nay xong thì phải xuống để tổng kết cái. Bây giờ công trình chưa xong thì nghiệm thu biết nào mà nghiệm thu nhỉ? Quyền nhận không? Thế hôm qua anh còn cẩn thận anh điện lại anh hỏi và thế có hôm nay có xong được không? Nhớ bảo là lâu lâu chả thấy sếp về, có khi về lại phải giới thiệu lại tên không lại quên mất. À, nó đến cái hết cái niên hạn sử dụng rồi. Cái áo bảo hộ lao động ở đâu hết rồi mà hôm nay đi thấy toàn thấy mặc những cái không phát à? Không, cái áo bảo hộ lao động cơ mà. Sao lại mỗi cái công ty cấp cho đầy đủ hết cho các nhà phân phối? À, thế
Thế này thì công nhân phải đòi hỏi xem chế độ như thế nào chứ. Ừ, cái này nó là cái chính sách, cái chế độ của bên công ty. Đấy, hỗ trợ cho thợ thuyền thì... Đúng rồi. Chứ các cái đơn vị mà anh quản lý, nếu như mà đồng chí nào mà hôm nào không đi mặc ấy, mặc đi làm mà không mặc đồng phục ấy là phạt 50.000 một lần. Đấy. Mát thì nó mặc áo này, một khi nắng nó còn mặc áo da. Phải thể hiện cái tính chuyên nghiệp lên chứ này. Đấy. Áo như thế này mà không đưa để cho công nhân mặc. Hôm nay mình xin dừng video ở đây, các bạn xem nếu thấy hay thì ấn like và ủng hộ kênh cho Minh Tuyết nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn gặp lại các bạn.